Xin chào tất cả em học sinh yêu quý. Bây giờ thì thầy và các em sẽ cùng đi vào giải quyết bài tập số 2 sách giải thích lớp 12 trang 121 nhé các em nhé. Bài tập số 2 này thì người ta bắt tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y bằng x bình phương cộng 1 tiếp tuyến với đường này tại điểm M có tọa độ là 25 và trục OY. Như vậy bây giờ thì thầy sẽ đi vào giải đáp cụ thể nhé. Đây thầy đã chép cái đề bài ra nhá áp rồi. Thế thì bây giờ trước khi để đi giải bài bài toán này thì chúng ta cần làm gì? Đầu tiên là chúng ta phải đi viết tiếp tuyến đúng không các em? Viết tiếp tuyến như vậy ở đây. Các em còn nhớ cách viết tiếp tuyến không nhỉ? Ta có này. Phương trình tiếp tuyến tổng quát. Phương trình tiếp tuyến tổng quát sẽ là gì? Y bằng y phẩy tại x0 nhân x trừ đi x0 và cộng với cả y0. Được chưa các em? Đây là phương trình tiếp tuyến tổng quát. Ở đây thì có này. Cái y phẩy ở đây thì sẽ có là gì? Là 2 lần x đúng không các em? Đạo hàm ra 2 lần x. Từ đấy thì mình sẽ tính ngay được, mình sẽ tính ngay được cái tiếp tuyến dựa vào công thức thầy đã cho ở trên đây rồi nhá. Như vậy thì suy ra này, tiếp tuyến này. Tiếp tuyến tại M có tọa độ là 25 là gì? Là y bằng y phẩy tại 2 nhân nhân x trừ đi 2 cộng với cả 5. Rồi các em thấy ngay là y phẩy tại 2 thì các em thay vào đây thì được là 4 đúng không em? Như vậy nó sẽ là gì? 4 nhân cho x trừ đi 2 cộng với cả 5. Và cái này thì chúng ta sẽ có được tương đương cả là y sẽ bằng là 4x trừ đi 3. 4x trừ đi 3 nha các em nhé. Như vậy là đơn giản rồi. Chúng ta có cái này rồi đúng không? Như vậy bây giờ lại quay về như cái bài tập 1. Chúng là gì? Xét phương trình hoành độ giao điểm. Xét phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm ở đây thì các em sẽ có ngay nó là gì? X bình phương cộng 1 bằng 4x trừ 3. Như vậy cái này tương đương với cả là x bình phương trừ 4x cộng 4 bằng 0. Như vậy các em có thể bấm máy tính ngay được giá trị là x bằng 2. Các em nhé. X bằng 2. Vậy diện tích cần tính là. Vậy diện tích cần tính. Vậy diện tích cần tính ở đây chúng ta sẽ áp dụng công thức là S. S sẽ bằng tích phân cận chạy từ OI đúng không? Trục OI thì là x bằng 0 sẽ chạy từ 0 đến 2. Được chưa các em? Cận sẽ là chạy từ 0 đến 2. Chi tiêu đối của fx trừ gx, như vậy mình sẽ có là x bình phương trừ 4x cộng 4. Đấy, được chưa các em? Ở đây thì các em đưa cho thầy cái chi tiêu đối ra ngoài nhé. Thực ra đây thì không cần, bởi vì thực ra đây cái này thì nó sẽ bằng là gì? Tích phân cận chạy từ 0 đến 2 của chỉ tuyệt đối. Cái này là x x trừ 2 tức là bình phương. Các em có nhìn thấy nó là hàng đẳng thức không? Cái này là luôn luôn là gì? Luôn luôn là lớn bằng 0 đúng không? Như vậy thì mình sẽ có thể phá chỉ tuyệt đối được luôn. X trừ 2 tức là bình phương gì? Đấy. Được chưa các em? Cái này thì các em có thể tính ra ngay nhé, cho thầy tính ra ngay thầy. Cái này thì nó sẽ là x mũ 3 chia cho 3 trừ đi gì? 2 lần x bình phương cộng với cả 4x. Đúng chưa các em? Cận chạy là 0 đến 2. Cận chạy 0 đến 2. Và cái này thì nó sẽ bằng luôn. Các em bấm máy tính thôi. Thay cận trên thôi, cận dưới bằng 0 rồi. Như vậy thay cận trên vào thì nó sẽ là 8 phần 3 này trừ đi bao nhiêu đây? Trừ đi 8 này cộng với cả gì? Cộng 8. À như vậy nó bằng 8 phần 3 luôn. Thậm chí chúng ta không cần bấm máy tính đúng không? Đây là đơn vị diện tích nha các em nhé. Đơn vị diện tích. Được chưa các em? Như vậy là thầy đã giải quyết xong bài tập số 2. Các em nhé.